Hướng dẫn cách làm siro ho chữa ho cho bé từ thiên nhiên. Nguyên liệu làm siro ho chữa ho rất đơn giản như sau. 1 kg đường phèn, nên dùng đường phèn kết tinh từ mật mía. 0,5 kg lá húng chanh, rau tần lá dày. 0,5 kg quất. 0,2 kg lá rau diếp. 0,1 kg lá hẹ và 1 củ gừng nhỏ. Cách làm như sau. Quất, húng chanh, rau diếp, cá ngâm nước muối rồi rửa sạch. Quất cắt đôi bỏ hạt, trộn với 1 kg đường phèn, ướp 1 tiếng rồi cho lên bếp nấu sôi thì hạ nhiệt đổ xuống. Cho lá húng chanh, diếp, cá, gừng giã nhỏ và nấu lửa riu riu tầm 1 tiếng là được. Lấy dây lọc, lấy nước siro cho vào lọ thủy tinh có đậy nắp kín. Quả quất sau khi nấu keo lại rất ngon, có thể ăn để giúp thông và ấm họng vào những ngày lạnh. Đây là bài thuốc dân gian nên chớm ho nên sử dụng và thời gian trị ho sẽ kéo dài hơn là thuốc tây y. Nhưng ưu điểm là lành tính, nhẹ nhàng và không phải lạm dụng đến thuốc tây quá nhiều. Húng chanh thì có tác dụng lợi phế, trừ đờm giải cảm, làm da mồ hôi, làm thông hơi, giải độc. Choline trong lá có tác dụng kháng sinh mạnh đối với một số vi trùng, nhất là ở vùng họng, mũi và miệng và cả ở đường ruột, chữa cảm, cúm, sốt, sốt cao, sốt không da, mồ hôi, dược, viêm phế quản, ho, hen.